Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Tính thời điểm hiện tại thì nó rơi vào khoảng nửa năm kể từ ngày mà mình mua con 12 Pro này. Có rất nhiều anh em có yêu cầu mình làm một cái video đánh giá con 12 Pro thời điểm hiện tại có nên mua hay không, các thứ. Mình sẽ làm. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái video thú vị hơn. Vào cái ngày mà mình đi mua con 12 Pro này thì không chỉ riêng mình mà có rất nhiều những anh chị em Ricky ở Red Channel là cũng mua cùng ngày, cùng lúc luôn. Thế thì không biết là sau nửa năm thì cái đánh giá của mọi người như thế nào từ phía góc nhìn của một người dùng cơ bản bình thường nhá. Và spoil trước này, có những người thậm chí là còn bán luôn cả máy rồi. Lý do là vì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. So với cái lúc mà bọn mình mua ấy thì hiện nay giá của iPhone 12 series nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Anh em nào muốn tham khảo giá bán có thể click ngay đường link, mình sẽ để phần mô tả video tại chuỗi thống của Cellnet, hiện nay đang có giá cực kỳ ok. Mày định bán khá nhiều lần đó. Báo lại xem nào, báo lại. Sếp anh em TV à? Rồi, đừng nói em ngại lắm. Con này là lúc mua là bao nhiêu nhỉ? Khoảng 31, 32 gì đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế bây giờ anh em mình gọi là kiểu đánh giá trên cương vị là người dùng thôi. Vâng. Thế thì sau nửa năm có những cái vấn đề gì em không thích ở con này, kiểu không hài lòng các thứ? To. To, ok, một là to. Cầm nặng tay. Nặng tay. Vâng, em bị rơi mặt một lần. Với cả cái viền nó cũng vuông vuông ấy anh. Thực ra thì nếu như mà để mà so sánh cảm giác cầm nắm giữa con 11 Pro Max thì em sẽ chọn con 11 Pro Max hơn. Tại vì cái này cầm nó bị đau tay ấy. Nhiều khi mình dùng một tay không nổi anh ạ. iOS nhiều lúc nó kiểu bị đơ đơ ấy anh. Mọi người thường nghĩ là iOS nó sẽ rất là tuyệt vời, nó rất là mượt mà. Nhưng mà càng đúng rồi. Thời gian trở lại đây thì nó càng không thế nó, nữa. Nó càng không tốt như ngày trước. Ok. Và kiểu cái việc kết nối giữa các thiết bị và đặc biệt là Wi-Fi ấy, nó ngày càng trở nên chập chờn hơn. Mình cũng rất là hay bị cái tình trạng là kiểu đi về nhà xong kết nối wifi ở nhà mãi mà không được. Đúng rồi, nó kiểu nó khó hiểu kiểu gì ấy. Hình như là cái này nó là bệnh chung của những thiết bị iPhone. iPhone từ giờ này đều bị rồi. Thế còn những cái điểm mà em thích thì sao? Camera chụp rất đẹp luôn ấy, kiểu ngắn gọn là camera chụp đẹp, cực kỳ đẹp. Thứ hai nữa là nhìn sang, công nhận sang đi. Nó to, nó đau tay, cầm nó khó chịu nhưng mà trên tay thì vẫn là tự tin đúng không? Chút lại là em có ân hận khi bỏ ra 30 mấy triệu mua này. Nói thật với các bạn là mình đã có một khoảng thời gian định bán. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một người trên cương vị là bán luôn rồi, bán luôn con iPhone. Lấy chứ anh dùng con gì nhá? iPhone 12 Pro. 12 Pro rồi, nói chung là nếu như đã bán là phải khó chịu lắm rồi mới bán đúng không? Thì mình sẽ tập trung ngay vào những cái điểm vì sao mà anh lại quyết định bán 12 Pro. Thứ nhất là cái việc, bởi vì là anh không có thói quen dùng ốp lắm, cảm giác nó bị nặng hơn, chỉ khó chịu và không cầm được lâu. Hai là pin chán thật sự. Anh nghe review của kênh review iPhone số 1 Việt Nam đi thập bảo là pin rất tốt. Các kiểu anh xem hết cái đấy xong nó còn sâu một ngày như nào, anh ơi. 2 giờ như nào, 7 giờ như nào, 8 giờ sáng như nào. Ôi anh tin với cả đái ra. Nhu cầu mỗi người mỗi khác, em dùng sao thì em nói vậy thôi. Anh dùng nhiều suốt ngày, anh Yu-Gi-Oh, xong rồi anh nghe chuyện ma, xong rồi anh đi xem video đảo mộ thì làm sao mà pin nó trụ được. Ôi không phải, nhưng mà thực sự là pin con đấy nó rất chán. Đứng trên cương vị một người gọi là bán máy là chúng ta có thể thấy được có rất nhiều những cái sự thù địch với con 12 Pro đây rồi. Tiếp là pin rồi, tiếp theo anh còn cái gì khó chịu thì anh nói nốt đi xem nào. Khó chịu tiếp theo là giá nó cao quá. Anh bán con iPhone 12 đi sao anh vẫn thừa 7 triệu, anh chả làm biết làm gì. Đây là hai điểm chính đúng không? Đúng rồi. Thiết kế và pin. Anh là người dùng cơ bản nên là anh thấy hai điểm đấy là hai điểm. Rồi, chúng ta lại có người em của tôi. Mồm thì lúc nào cũng than nghèo khổ nhưng mà sống giàu sang thì không ai bằng. Không hề. Chiếc 12 Pro Max đây là con thứ 3 em mua đúng không? Anh nhớ là hôm anh làm video đi mua là em lấy hai con. Thì hôm nay đây là con thứ 3 rồi. Mấy cái chuyện đấy anh quên đi. Anh nhớ rõ. Ok thì bây giờ mình nói về những cái điểm mà em không thích ở nó chứ. Em mua bao nhiêu nhỉ? 30. 30 tròn này. 32 rưỡi đúng không? 32 rưỡi, nghèo khổ mua điện thoại 32 triệu rưỡi. Rồi thế thì bây giờ nói những điểm em không thích ở con này trước. Mà lắp ạ. Chứ em nghèo là em cái tiêu chí đầu tiên. Ok rồi, ok đấy. ghi nhận. Vâng. Thứ hai là nó nặng và nó to. Bình thường thì em sẽ cầm điện thoại một tay. Thế tại sao em không mua 12 Pro lại mua Pro Max làm gì nặng? Em nghĩ là khi mà mình đã mua rồi thì mình mua chơi, hẳn cái chơi đúng rồi, hẳn mình cái nó xịn nhất đúng không? Vâng, đúng rồi. Okay. Đấy. Thế nhưng mà bình thường ấy thì em nếu mà em sử dụng hai tay để sử dụng cái máy này thì nó vẫn mỏi tay. Okay. Ví dụ như là nó to thì mình sẽ phải dùng hai tay đúng không? Thì bình thường hai tay xong thì thôi cũng được không sao cả. Nhưng mà cái này dùng hai tay vẫn nặng. Vẫn nặng, vâng. Khó chịu, nói chung là cầm trên tay là dùng nó khó chịu đúng không? Đúng thì rồi. Đi ngủ rơi này có bao giờ bị rơi mặt chưa? Có rồi ạ. Ôi vâng rồi nhá anh nhá. Cũng là một cái điểm lợi anh ạ. Sợi lợi. Tại vì là nó sẽ giúp em không cầm điện thoại vừa nằm vừa lướt điện thoại nữa. Tại vì nó rơi vào mắt.
team em check đúng không? Mấy đứa này có vẻ giống nhau. Thì mình sẽ cho mọi người nhìn sơ qua là chỉ 2 tháng thôi mà cái máy nữ dùng của Hà nó đã nát bét như thế nào. Đấy. Gì đến nỗi. Nhưng mà bây giờ nếu như chốt lại một câu là 32 triệu rưỡi bỏ ra thì đến sau 2 tháng dùng bây giờ em có ân hận không? Ạ. Tiếp theo chúng ta có MC Hải Sơn à nghe. Thang đúng không? MC VTV. Công vị này nghe hơi nói nặng nề. Thì cái hôm lâu lâu khi mà Apple mới ra mắt con iPhone 12 thì mình có hỏi Sơn là có mua không? Thì câu trả lời của Sơn là có. Và không quan trọng nó có cái gì, chỉ quan trọng bởi vì nó là iPhone 12 đúng không? Chính xác. Xong rồi mua vì thương hiệu, bởi vì mình phải làm hình ảnh, mình đi gặp gỡ những người nổi tiếng các thứ mà đúng không? Vâng. Thế thì đến bây giờ cái lý do để mua này nó có thay đổi không? Hay em vẫn thấy là một lý do chính đáng? Thực ra em thấy đấy vẫn là một lý do chính đáng. Ừ. Nhưng mà cá nhân em nghĩ sau khi sử dụng xong thì mình cũng thấy rằng là nó cũng sẽ có một cái số những cái điểm gọi là... À, vấn đề à? Vấn đề. Đây. Đấy là cái khả năng kết nối, đặc biệt là cái wifi. Bình thường nhé, thời điểm là em hay ví dụ tối đi về nhà đúng không? Thì rõ ràng wifi bình thường nó phải tự kết nối đúng không? Nhưng mà đây nó không phải, không bao okay. giờ kết nối được wifi. Cái tỷ lệ nó bị hụt nhiều không? Nghĩa là ví dụ trong 10 lần về nhà thì có bao nhiêu lần? 3 đến 4 lần bị như thế. Đấy điểm đầu tiên, điểm thứ điểm hai. Đầu tiên. Điểm thứ hai đó chính là về pin. Thì nếu như mọi người đã quên thì Sơn nó dùng con giống của mình là 12 Pro. Em dùng có được một ngày không? Nếu như mà các bạn tức là kiểu là chỉ là kiểu lướt Facebook, Instagram các thứ thì bình thường thì mình nghĩ là một ngày thì cũng có thể dùng được. Nhưng mà anh chỉ cần dùng nhiều hơn mức đấy một tí, ví dụ là anh xem YouTube. Ok. Hoặc anh làm thêm cái tác vụ của chơi game chẳng hạn. Có lúc em sẽ chơi game. Đấy. Thì em nói thật luôn là không thể nào thoải mái để mình dùng cả một ngày được. Và cái vấn đề đấy nó dẫn đến câu chuyện là khi mình phải sạc nhiều lần thì pin nó chai nhanh thì hơn. Thì pin chai nhanh và bây giờ nó xuống 96% rồi. Từ từ, pin của em bây giờ xuống 96% rồi á? Vâng. Vãi, ôi. Thế mới thấy là kiểu tùy thói quen sử dụng mà nó ảnh hưởng cái máy như nào. Máy của anh đến giờ vẫn 100%. Còn cái kiểu giật lag iOS các thứ thì dạo đây em có gặp phải tình trạng không hay thấy bình thường? À, giờ iOS trước giờ vẫn giật lag mà. Em thấy là thỉnh thoảng có những cái lỗi. Điểm thích chắc chắn đầu tiên là em khá, tức là đến bây giờ em vẫn tự tin về khả năng quyết định, về cái quyết định của em là lựa chọn 12 Pro. Cầm trên tay nó vẫn tự tin đúng không? Về cái sự tiện lợi và nó vẫn sang. Tiếp theo là quài khoản camera chụp ảnh sơ cháy lên là ba cháy luôn rồi. Được. Chắc chắn chụp là đẹp. Đến giờ là có ấn hận không? Sau 6 tháng có cảm thấy ấn hận không? Em nghĩ là em sẽ mua iPhone 13. Vẫn là đổi tiếp. Đổi tiếp. Tiếp theo chúng ta có bạn Hà Vi với chiếc iPhone 12 Pro nữ dùng cực kỳ nổi tiếng. Các bạn hãy xem lại đoạn video ngắn sau đây. Đây là cái máy của mình. Đó, vẫn rất là kiểu xịn sò mới tinh. Và đây là máy của em tôi. Chị Hà Vi máy nữ dùng. Wow. Thì sau nửa năm dùng có những cái vấn đề gì với con 12 Pro mà em khó chịu? Khó chịu thì chắc là em có một điểm duy nhất mà cũng rất là khó chịu, đó chính là pin. Nhu cầu sử dụng của em là như thế nào? Em thì dùng khá nhiều. Facebook này, YouTube này, TikTok này đúng không? Có chơi game gì không? Không hay chỉ chụp ảnh là phần nhiều đúng không? Thì một ngày em cũng phải sạc 2 lần đấy. Một giờ gì đấy là máy của em đã bắt đầu báo là còn dưới 20% pin rồi. Có nghĩa là phải 2 lần sạc trong một ngày thì mới đủ dùng đúng không? Ok. 28 triệu mua cách đây nửa năm thì đến bây giờ em có thấy cái đấy là quyết định xứng đáng không? Thực ra như lần trước em có chia sẻ với anh trong cái video mà anh hỏi em ấy thì em từng định bán nó đi đúng không? Thì em đã nghĩ là nếu mà được quyết định lại thì em vẫn sẽ thích 11 Pro Max hơn. Nếu mà cái mức giá nó ngang nhau như thế. Tại vì là em thì vẫn thích màn hình to. Màn hình to. Thích pin nó phải trâu hơn. Ok. Cái thiết kế có thể khó chịu không? Cái kiểu cái cạnh vuông vuông này. Anh hỏi nãy giờ anh hỏi mấy người thì ai cũng chia sẻ là cái cạnh vuông này cầm nó đau tay ấy. Thì ví dụ như em là con gái, tay em cầm em có thấy vấn đề gì không? Thực ra thì lúc nào em cũng ôm nên là cái vấn đề đau tay các thứ thì em không thấy đấn cấn gì. Nhưng mà em cảm giác là cái cạnh này nó khá là dễ xước. Cái viền của anh ơi, bẩn không xước rồi này. Nó kiểu cũ nhanh hơn ấy à. Còn về cái vấn đề là cầm nó đau tay hay là cấn tay các thứ thì em không bị. Thì đến giờ thì chúng ta đã có chia sẻ của 3 người rồi. Rất là chân thật những cái điểm cộng điểm trừ. Tiếp theo chúng ta sẽ có editor của anh em TV ở đây. Anh em TV nhá, ông sếp dùng cái gì? 12 Pro Max này, editor dùng cái gì? Em dùng 12 Pro thôi. Thế thì sau khoảng nửa năm đi, có những cái điểm gì em khó chịu ở trên cái máy này? Nhưng hiện tại em vẫn chưa thấy điểm trừ gì. Tại vì em nâng từ con Oppo M5 lên nên thấy cái gì nó cũng... cao quá. Nói chung là hài lòng đúng không? Rất là nhiều người phàn nàn về pin con này. Sơn anh thấy phàn nàn rất nhiều. Anh Huy thậm chí là còn khó chịu quá. Ông ấy bán luôn cả con 12 Pro. Thì pin em dùng có thấy ok không? Có thấy có vấn đề gì về pin con này không? Pin thì như là do anh Huy lên 14.5.1 hay sao ấy. Còn em vẫn dùng bình thường. Nhưng là em thấy ổn đúng không? Vì em không dùng nhiều. Ok. Em cũng không chơi game. Thế là cứ hết một ngày là em về em sạc thôi. Kiểu tối về em lại sạc. Khả năng cao là một cái bàn máy là cũng không biết dùng đúng không nhỉ?
27, 28 triệu đúng không anh em mình mua ngày đầu tiên, anh nhớ là khoảng tầm đấy. Thì đến bây giờ em có thấy hối hận số tiền này không? Không, em không hối hận. Sang năm ra iPhone 13 có lên tiếp không? Nếu mà có thay đổi gì nó kiểu vượt trội so với cái ấy thì đổi luôn đúng không? Còn nếu không thì em vẫn dùng 12 Pro là ổn rồi. Em bán 12 Pro rồi. Bán luôn rồi. Khó chịu không dùng được. Đến mức mà phải bán đi thì chứng tỏ là có rất nhiều vấn đề. Thế thì đây là những chia sẻ trực tiếp từ một người em dùng được bao lâu rồi em bán? Em dùng là từ lúc, lúc đầu tiên đúng không? Đầu tiên ấy là đến khoảng qua Tết một tí. À đâu, chưa đến Tết. Nghĩa là khoảng được tháng 1. 2 tháng ạ. À? Ừ, 2 tháng mua 11, khoảng 2 tháng. Thì lý do gì? Vì sao? Cái đầu tiên ấy là nó lag. Có nhiều vấn đề. Thứ nhất là vuốt màn hình nhiều lúc nó lag. À, chắc dùng quen máy 120Hz đúng không? Không, không. Hồi đấy là em đang dùng từ em Mac sang nhé. Không liên quan gì đến màn hình. Không liên quan gì nhé. Nhiều khi ứng dụng, có một vài ứng dụng mình bị out đột ngột. Và nhiều lúc là anh hiểu em là quay chụp rất là nhiều đúng không? Nhiều lúc em vuốt, em mở màn hình ra, em bấm vào camera, nó không lên. Nhiều khi bấm vào xong nó cứ giữ nguyên ở màn hình đúng không? Nó không đẩy camera ra đúng không? Và đôi khi nó đen hoặc là anh cũng có bị, anh cũng có bật camera lên nó lại không có cái chức năng quay video, nó chỉ chụp ảnh thôi. Nói chung là iOS nó lỗi đúng không? Nó lỗi với cả tiếp theo là pin yếu. Pin yếu, ok. Bây giờ là dùng 12 Pro đúng không? 12 Pro thì pin khá yếu mà sạc cũng khá chậm. Bửa ra nhìn cho nó khoảng default. Thế thì cái đợt mà bán con 12 Pro là lỗ nhiều không? Em lỗ bao nhiêu? Em lỗ khoảng 5 triệu. Đổi máy mới xong đây. Nice. Hình nên một bạn xinh xắn vẫn cầm iPhone. Và đó là những cái review, những cái đánh giá rất là khách quan và thực tế từ chính những anh em bạn bè của mình, những người đã bỏ tiền ra mua iPhone 12 Pro và Pro Max ngay từ ngày đầu mở bán, một số tiền không hề nhỏ một tí nào. Thì hy vọng là đã giúp cho mọi người có một cái nhìn rõ ràng và đa chiều hơn về những cái điểm cộng, điểm trừ và thậm chí là cả những cái điểm khó chịu ở trên iPhone 12 Pro và Pro Max, và biết đâu đấy là giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong cái quyết định mua sắm của mình. Mình cũng sẽ sớm làm một cái video đánh giá trên góc nhìn của mình sau khoảng nửa năm trực tiếp sử dụng con iPhone 12 Pro này. Nhưng có một cái điểm mà mình thực sự phải đồng ý với tất cả những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay, đây chính là về vấn đề iOS đang ngày càng trở nên bất ổn định. Không nói đâu xa, chúng ta có ngay phiên bản iOS 14.5.1 kéo tụt hiệu năng của rất nhiều những sản phẩm iPhone mà rõ ràng có tuổi đời mới gần đây thôi nhá. iPhone 11 Pro mà kiểu bị kéo xuống yếu hơn cả XS Max. Xong nó còn ảnh hưởng cả đến thời lượng sử dụng nữa. Pin con iPhone 12 Pro của mình sau khi lên iOS 14.5.1 nó chỉ bằng có gần một nửa so với những phiên bản iOS trước, dùng có nửa ngày đã tụt khoảng 50% pin rồi. Thì đây có thể coi là một trong những cái điểm trừ khá là khó chịu trên iPhone 12 nói riêng và toàn bộ những thiết bị iPhone nói chung. Vậy thì anh em cảm thấy sao và mọi người có những cái đánh giá gì riêng của mọi người về iPhone 12 năm nay có thể comment xuống phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.